quá đẹp quá chuẩn anh em ơi. Cái này size 35-36 nha anh em. Vô cái 34 là vô cái lòng 34 là ok luôn á. Nhìn thấy không? Đều quá, quá đều luôn. Quá chuẩn, quá đẹp. Cái này là bằng thép điện lực nha anh em. Ở đây là mình quay clip chạy ở phòng shipping. Mình mua rất là nhiều đồ chơi về đồ cắm trại, chuẩn bị mà dựng liền xíu mình mở được cắm trại, cắm trại nha. Hôm nay cho mình cắm trại cũng là có mẹ nữa, mà mẹ tham gia là phải với một điều kiện, phải mượn áo cool giống ai chứ mình. Đội gì có giò luôn, giò lấy luôn, chút xếp ra chút nữa rồi xếp gửi cho anh em luôn. Anh em đặt rồi. Thế. Quá chuẩn quá đẹp. Đây mà có đồ chơi thì kẹo bánh. Đây mà có anh em mà có đặt hàng á, thì nhận mà cảm thấy mà không đẹp thì không lấy tiền luôn á, đảm bảo với anh em không đẹp không lấy tiền. Quá đẹp. Cái này là bằng thép điện lực nha anh em. Bộ này là chất liệu là thép điện lực, anh em xài thời gian nó ngã màu giống như màu cỏ khô đó, nhìn thấy không? Xài thời gian nó ngã màu giống như màu có khô ấy. Quá chuẩn. Quá cu này, coi như cái đầu vô nè.